Rồi còn 8 cái nắp cá CD90 zin bán giá dây chài luôn nè, bán nguyên lô 8 cái 2,2 triệu ha. 2,2 triệu là anh em có 8 cái nắp cá 3 sọc zin luôn nha anh em. Tất cả là hàng zin của CD90 được cạo IC nha. Nói chung là có mấy cái bị lỗi bể trong quá trình vận chuyển nè. Đó, thích hợp cho anh em về là vô đát cho ly này kia là hơi bị đẹp luôn, cắt vô những cái xe mà cầu cào này kia các kiểu ha. Em bán 8 cái này 2,2 triệu thì tương đương một cái nắp cá vậy nó khoảng có 275.000 một cái thôi. Hôm nay 275.000 là anh em chỉ mua được cái nắp cá lô của bắp thôi. Mà hôm nay em bán một lô 8 cái này em bán là giá 2,2 triệu luôn, giá rẻ bất ngờ, nắp cá CD zin nha anh em. Rồi quay từ từ cho anh em xem luôn. Nói chung là mình bán nguyên lô giá rẻ, anh em về cho anh em về dọn xe hoặc là vô xe cỏ, hoặc là về mình độ chế vô mấy xe mà gọi là đát Charlie, hoặc là những cái xe mà giống như trang cà phê ray này kia, mình cắt bỏ cái đuôi nè, như ví dụ mấy cái này bị bể đâu, anh em về gọt cái đuôi này ra, đó là nó sẽ hiện ngay chỗ cái nhông, là dành cho những mấy xe mà dọn cà phê cà pháo này kia hoặc là cà phê ray này kia rất là đẹp. Rồi cục cái nắp cá số 1, nói chung là độ xấu giá rẻ mà đồ cái nắp cá này cũng còn nguyên luôn, không bể. Anh em về xào trẻ bình thường thì biết giá chơi, ai chơi 67 biết giá mấy nắp cá này bao nhiêu tiền rồi ha. Đó, thì mấy cái này nó bị dày là bình thường, không vấn đề gì hết, nguyên dạng. Đó, số 6. Giá này là anh em vui lòng đừng trả giá nha. Ai biết chơi thì biết cái giá trị mấy cái món cái nắp cá này bao nhiêu như thế nào rồi đó. Đó, bán 8 cái 2,2 triệu. 8 cái là anh em có 8 cái có 2,2 triệu là anh em có một cái nắp cá, 8 cái nắp cá CD zin luôn. Đó. Ba anh em thầy thợ test. Nếu mà nắp cá này mà nắp cá lô ha, tặng anh em hết nguyên lô này luôn. Ok, bán nguyên lô 8 cái nha anh em, không bán lẻ. Anh em ví dụ mua bán lẻ em bán cái như thế này là bèo nhất có phải là 5-6 xị ha. Đó, còn anh em bán nguyên lô 8 cái, đẹp xấu nói chung là bán giá dây chai. Chỉ có 2,2 triệu thôi. Anh em nào hút alo em, số điện thoại là 0933 996 332.